Vâng anh ơi. Dạ, con kính con. Con ơi, bên xỉu thủy bắn bốn mùa đó, họ vẫn làm khó mình. Con à, con nghĩ là con nên làm việc trực tiếp với họ đi. Dạ, con sẽ sắp xếp. Mà cô thấy ý họ như thế nào hả cô? Hôm trước con nghe mà anh nói là họ gặp cô rồi. Thì ông Phát đó, ông than phiền với cô là lâu nay mình vẫn giữ cho họ, sao tự nhiên bây giờ mình lại quyết định thay đổi. Theo cô á, là họ muốn giữ mức cũ hoặc là tăng, chứ họ không hề đồng ý với mình là giảm đâu đó. Con sẽ suy nghĩ về giải pháp này. Con, hay là mình cứ giữ mức cũ đi con, thấy không? Chứ giờ mình làm căng quá đó thì họ sẽ khai trừ hàng của mình, lúc đó còn khó nữa. Dầu gì thì họ cũng hợp tác với mình lâu nay rồi. Hay là mình tăng mạnh khuyến mãi đi, rồi làm chương trình giảm giá hay là quà tặng gì cũng được. Cô cứ để con nói chuyện trực tiếp với họ coi sao, rồi con sẽ tính tiếp. Ừ, con liệu sao cho ổn đi, chứ để mất một khách hàng lớn như vậy thì uổng lắm đó. Dầu gì họ cũng là hệ thống siêu thị có hơn 10 cái ở trong thành phố mình đó. Dạ, con sẽ tính toán kỹ mà. Suy nghĩ kỹ càng đi nha con. À, giờ cô vô bệnh viện thăm nội nè, con có muốn đi cùng không? Chiều nay con có gặp đối tác, xong rồi con sẽ qua. Lại là bên Thái nữa hả? Dạ, cái hồ sơ đó hả cô? Nó có từ trước rồi, con cũng đang định cất nó đó chứ. Mà con cũng quyết định là từ chối họ rồi. Nhưng cũng đã thông thả, chứ không thể nói không là không được. Dù gì họ cũng nhiệt tình với mình mà. Mất một khách hàng tiềm năng như vậy thì cũng khó. Cô thì lúc nào cũng ủng hộ con hết á, nhưng ý của ông nội của con là trên hết. Thôi, đành gác lại vậy. Chứ bây giờ cô cháu mình lén lút làm, ông nội mà phát hiện được á, mất công á, ảnh hưởng tới sức khỏe của ông nội nữa, lúc đó khổ nữa, thấy không con? Còn à, bên phía ngân hàng sao rồi? Dạ, bên IB họ đồng ý rồi đó cô. Đồng ý. Mà nè, cô nghe nói lãi suất bên đó cao lắm, tới 1,5 lần mà con. Dạ phải. Phải rồi, IB ngân hàng tư nhân lãi suất cao là đúng rồi. Sao con không hỏi mấy ngân hàng nhà nước đó, lãi suất chỉ có 1,2, 1,3 thôi. À, con hỏi thằng Huy chưa? Dạ chưa cô. Sao con không hỏi đi? Dầu gì á, hai đứa cũng quen biết nhau, thấy không? Chẳng lẽ con lên tiếng là không giúp con, đỡ cực cho con hơn. À, với lại cô nghe nói á, nó lên chức giám đốc chi nhánh còn dễ nữa. Dạ. Nè, có chuyện gì á con cần á nói cô sẽ hỗ trợ cho con nha. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Hà, lên phòng gặp chị một chút. Chị ơi, vé máy bay của chị. Cảm ơn em. Sáng mai á, chị có cuộc họp với bên ngân hàng nha chị. Chị ơi, tài liệu chiều nay họp với bên Thái á, em chuẩn bị xong hết rồi. Chị coi sơ qua coi có thiếu gì không nha. Được rồi, em hẹn với giám đốc ở bên bốn mùa cho chị luôn đi. Dạ, để em liên hệ với họ. Hà nè, lần sau vô phòng nếu mà không thấy chị thì đừng để tài liệu lên bàn. Chị không muốn người ngoài đọc được. Hả? Dạ, em biết rồi chị. Ba thấy trong người sao rồi ba? À, thấy khỏe hơn nhiều rồi.
có lẽ nhờ ăn được cơm á, chứ thằng cháu hoài trong người nó mệt lắm. Đúng rồi đó ba, cháu thì dễ tiêu nhưng mà nó đâu có đủ chất đâu ha. Ừ, vậy ba ăn miếng yến nha. Ba thấy sao ba? Nó hơi lạc nhưng đừng đỡ hơn ăn cháo. Dạ, ba ăn miếng nữa đi. Ba con à? Dạ. Hôm mai ăn sao rồi? Công việc mới nó có ổn không con? Dạ, con cũng kềm kềm đó thôi chứ con bé đó đó. Ba thấy rồi đó, nó đụng chuyện gì là hư chuyện thấy à. Con đừng ép nó quá. Ba thấy công việc không phù hợp với nó đâu. Xếp người mà sai vị trí chức năng chỉ tốn thời gian thôi chứ không ích lợi gì. Dùng người phải đúng nơi đúng chỗ mới được. Dạ, con biết rồi ba. Nhưng mà con cũng phải tập cho nó dần dần để cho nó biết chứ. Là con người mà, đâu có ai mà giỏi mà biết liền đâu ba ha. Con phải tập cho nó để sau này nó còn thay thế con nữa chứ. Thì con tập cho con Hoàng Anh rồi giao cho nó luôn. Ba thấy nó có tư chất kinh doanh hơn đó. Cho bắt đứa không thích mà làm thì làm cái gì. Con cũng muốn cho hai chị em nó gánh vác đỡ đần công việc cho nhau. Chứ bao nhiêu gánh nặng trút lên vai Hoàng Anh thì cũng tội nghiệp cho nó. Thì con tính như vậy là ba thấy cũng hợp lý. Nhưng mà ba nói trước là tập cho đứa không hứng thú đó ha, là cực lắm đó. Nhưng mà con đã quyết định thì tùy con thôi. Cực thì con cũng chịu thôi. Chứ ba cũng biết đó, nhìn Hoàng Anh vậy mà nó còn non tay lắm bà, sao con yên tâm được. Một cái chuyện nhỏ đó là cái chuyện vay vốn ngân hàng thôi. Con chỉ sợ là nó vội vàng rồi nó quyết định sai lầm. Con trông chừng nó chậm chậm chứ con không thể nào giao hết cho nó được. Chuyện vay vốn ngân hàng sao? Dạ. Ủa, Hoàng Anh không nói cho ba biết hả? Con thưa nội, con thưa cô, con mới vô. À, con ở đây với nội nha. Con phải về vì có chút việc. Ba, thưa ba con về. Nội, nó miếng táo nha. Nội, có chuyện gì sao hả nội? Thời việc dây giống ngân hàng không cho ông nội biết. Con thấy người ta đồng ý con mừng quá, con cũng gật đầu luôn. Tuy rằng con biết á, cái mức lãi suất của nó là 1,5% phải không? Chuyện đó con cũng chưa quyết định mà nội. Khi nào con quyết định luôn mới cho ông nội biết phải không? Dạ, con mời cô Tư, mời cô Út, mời chú Phúc ăn cơm. Thuộc bài thấy ghê không? Bữa nay cô Tư của con chưa có về. Dạ, tại con không để ý á. Mà ông nội chuẩn bị xúc gì trở về rồi. Nhà mình có định tiệc tùng gì mời ông nội trở về không cô? Tiệc tùng hả? Được đó anh, lâu lắm rồi nhà này không có ăn nhậu gì hết. À, ăn uống. Tiệc tùng với cậu, làm đùm beng chú không thích đâu. Chỉ có mấy người trong nhà mình thôi mà, có ai đâu rùm beng. Chừng nào mà bật nhạc nè, đọc thơ, ca, hát sùm mới là rùm beng á, đúng không con? Cô nói vậy là ý gì vậy? Con cũng định làm bữa cơm nho nhỏ gia đình mình nè, nấu những món nội thích để mừng nội trở về thôi. Vậy thì bữa đó cô sẽ trổ tài nấu mấy món ngon thiệt là ngon cho ông nội luôn. Tôi dám bảo đảm, chú mà nghe cô nấu rồi hết muốn ăn luôn. Nè! Nghe được á, mình quyết định vậy đi ha. Chị có ý kiến gì không? Chị ạ. Ý chị sao? Chị không có ý kiến gì, sao cũng được. Mọi người ăn cơm đi, con lên phòng. Ủa, con chưa ăn gì mà? Dạ, con còn no, con xin phép. Anh làm cái gì vậy? Sao không gõ cửa hả? Thì gõ cửa hoài không thấy cô nói năng gì. Vô coi coi cô chết chưa.
Có chuyện gì? Ừ. Tôi không cần anh quan tâm tới tôi. Anh lo cho cái bổn phận của anh đi kìa. Ê, hey, đừng có hiểu lầm nha. Tôi đi mua bánh cho mọi người. Nhớ tới cô nên sẵn tiện mua cho cô luôn. Chứ chảnh như cô hả? Có mướn tôi cũng không thèm quan tâm. Khỏi lo. Không cần. Tôi không đói. Anh đem ra đi. Thì để đó đi. Sáng không ăn dụng rác cũng được mà. Tôi chia đồng chia đều cho mọi người rồi. Giờ tôi ăn thêm cái đó nữa. Tối tôi no ngủ không được sao? Thôi tôi đi ra. Không làm phiền cô nữa. Mất công bị chửi quan. Nè. Tôi đã nói là tôi không đói mà. Có chuyện gì vậy? Chết rồi. Cô làm gì vậy? Tôi đã nói mấy lần rồi, cứ đẩy nguyên nó. Tôi kéo con dao xong rồi lượt vô xử lý cho. Mò mò trong tối nguy hiểm lắm. Tôi phỏng như mấy lần trước rồi sao? Mà tay cô có bị gì không? Tôi rút dây ra không kịp. Tay tôi không có sao hết á. Không bị gì tốt rồi. Thôi, cô ra ngoài đi. Để đó tôi dọn cho. Vậy anh dọn phụ tôi nha. Tôi về nha. Một ngày chợt nhận ra nơi tim tôi, yêu thương này đã thiết tha không thể nguôi. Dặn lòng rằng đừng vội vàng yêu thương, nhưng khi em gần bên, tâm hồn bay ngàn phương. Người thật ngời sáng biết bao cho lòng này xuyên sao, lòng này còn khát khao, tình yêu sẽ tới dưới ấm trái tim lẻ loi. Là tôi với giấc mơ vời vợi dài. Vui vơ trong cơn mơ tôi bao đêm, em ngân qua đây cùng với tiếng yêu không thể quên. Bà thân nhẹ nhàng lan môi trao, em cho tôi bao nồng cháy phút giây trong vòng tay. Giờ người đã đến đây cho lòng này đắm say, lòng này giờ vút bay, tình yêu đã tới dưới ấm trái tim lẻ loi. Lạc tôi với giấc mơ vời vợi xa. Đừng vội đi người bước, đừng sang người hấp, đừng vội tìm đến nơi nào. Sao biết mình bị sạc chứ? Đừng đi người hấp, xin đừng sang người hấp. Trong mơ ta đã bên nhau trăng rơi. Này người ơi em hãy chờ, hãy tin tưởng đời sẽ luôn mãi trong lòng yêu em. Đôi ta luôn bên nhau tin yêu chẳng phải vô. Tôi người hỡi. Alo. Alo. Kim Mai à? Alo. Cái thằng nào á nó khùng mà sao á nó cứ nhá máy hoài à. Có alo alo mà nó không có bắt máy. Alo. Tí hả con? Cha nè con. Tí nè. Con khỏe không? Hả? Mày xài hết tiền rồi hả? Yên tâm đi, để tí gửi lên cho. Gắng xài tiết kiệm nha con, nha. Rồi, mày đọc địa chỉ đi. Đợi tí một chút.
Thằng nói chuyện với ai vậy? Có thằng nào đó nó gọi lộn số mà. Nè, tôi trả điện thoại cho chị nè. Gọi được không? Sao nhanh vậy? Được, nhưng mà vừa mới nói tới cái khúc mà tiền á, má tôi vô, thấy vậy tí tôi cúp máy luôn. Để hôm nào tôi tranh thủ tôi canh tôi gọi lại. Ờ, vậy cũng được. À, tôi cảm ơn chị nha. Tôi cảm ơn chị đã cho tôi ở nhờ. Một nam một nữ ở chung vậy tôi thấy ngại ghê luôn á. Tôi sợ mang tiếng cho chị á. Nhưng mà còn cách nào khác đâu. Bây giờ đợi tí anh gửi tiền lên á, qua phòng trống kế bên thuê kìa. Chứ bây giờ anh qua thuê á, tôi cũng đâu có tiền cho anh mượn ứng ở chủ nhà đâu. Thì biết là vậy. Nhưng mà hồi sáng nè, lúc mà tôi vừa mở cửa tôi bước ra một cái hả, là mấy người xung quanh đây nhìn tôi chằm chằm luôn. Thấy vậy á, tôi ngại, tôi sợ quá, tôi đi một mạch tôi đâu dám quay đầu lại đâu. Anh yên tâm đi, tôi cho anh ở nhờ tôi tính hết rồi. Sáng nay tôi đi làm á, mấy người hàng xóm có hỏi. Tôi nói á, là thằng em dưới quê mới lên kiếm việc làm, khi nào nó có tiền rồi nó dọn ra ở riêng. Bởi vậy chắc nghe tôi nói nên lại họ hỏi anh á. Tôi đâu biết người ta hỏi gì. Thấy hỏi thì tôi sợ quá, tôi lo tôi đi mất dép rồi. Mà chắc vài bữa nó có tiền à. Nè, anh cũng kiếm gì đó làm thêm đi, chứ không lẽ suốt ngày ngửi ta xin tiền tí má hoài. Làm hả? Nhưng mà ở Phú Quốc á, tôi nuôi chó giống, còn ở đây tôi đâu biết làm gì đâu. Để tôi để ý coi có công việc gì phù hợp với anh không nha. Chứ anh cứ ở không vậy hoài á, biết bao giờ mới tìm được người. Mình phải tự thân vận động chứ. Mà nè, tôi mà kiếm được công việc phù hợp với anh á, anh có chịu làm hay không mới là vấn đề. Làm chứ, bây giờ có tiền là tôi làm hết. Rồi yên tâm, chuyện đó để tôi lo cho. Ừ. Nói chuyện nãy giờ đói bụng quá. Anh ăn mì không? Tôi nấu cho. Nhưng mà để tôi nấu cho. Ở Phú Quốc á, là tôi phụ má tôi bán hàng ăn mà. Tôi hay ra Phú Quốc công tác lắm á. Không biết là tôi với anh có gặp nhau chưa ta. À, từ lúc gặp anh hôm qua tới giờ tôi thấy quen quen nha. Quen hả? Ừ. Thì có khi nào mình gặp nhau mà mình không biết á. Tại tôi á, phụ má tôi ban đêm bán hàng ăn ở ngoài chợ. À, chắc vậy á. Nói ngoài hả? Ờ, đợi tôi một lát nha. Thấy khờ khờ vậy, cũng giỏi quá ha. Ông ơi, bê có cái thùng đồ không mà làm gì lâu vậy? Thôi rồi, đợi tôi tí. Ủa, bà kêu tôi hả? Tôi nè. Trời ơi, từ nãy giờ tôi đã bận nên ở trống lâu một chút. Cái thùng nè. Bây giờ đi đâu? Ủa, con cha già này sẽ làm gì mà sẽ móc đồ lót mình ra đây hết trơn trời. Alo, tôi nghe đây. Có gì không? À, hôm nay cô rảnh không? Không. Cô chở tôi đi mua quà cho nội được không? Không thì cô chỉ tôi chỗ, hoặc là nói tôi cái gì mà nội thích á, tôi tự đi mua cũng được. Ai mượn anh chi vậy? Quà cáp làm gì? Anh rảnh quá, không có chuyện gì làm hả? Thì tôi rảnh mà.
Đơn giản tôi nghĩ có chút quà cáp gì đó mừng ngày nội xuất viện trở về cho nội vui thôi. Không được thôi. Làm dữ vậy. Anh muốn mua gì á thì tự đi mua đi. Tôi không biết. Ừ, vậy đi. Coi như là tôi chưa nói gì với cô nha. Đừng có trách là tôi tự ý hành động à. Nè, sáng nay tôi bận. Chưa, anh rảnh thì qua nhà thờ Đức Bà đợi tôi. Ở gần đó có mấy cái trung tâm thương mại. Thích chỗ nào thì vô chỗ đó. Ủa, chị à chị, bữa nay chị không đi làm hả? Sao rảnh rỗi ngồi đây đọc báo vậy? Lát tôi hẹn bạn bên ngoài. À, vậy một xíu nữa, chị cho em ké đi ra siêu thị một chút nha. Em muốn mua quà cho ba. Quà gì? À, thì hôm qua mọi người đã quyết định là làm một cái bữa tiệc nho nhỏ để mừng ba xuất viện trở về. Cho nên em muốn mua món quà cho ba vui. Mấy người rảnh quá ha, ba còn đang mệt. Chưa có lành bệnh nữa mà bà dễ. Thì em rảnh mà, đâu có bận rộn như chị đâu chị. Ủa, với lại á, đâu có ai cần chị phải làm gì đâu. Chị muốn chị á nhín một chút thì giờ quý báu của chị để ngồi ăn với mọi người bữa cơm gia đình thôi. Cái chuyện đó cũng đơn giản quá, đâu có gì phức tạp đâu. Với lại á, em nghĩ ba cũng đâu có phiền hà gì đâu. Thôi được rồi, có muốn mua gì? Ai biết, đi ra siêu thị dòm dòm em lựa rồi em mới tính được chứ. Ngồi đây nghĩ không ra. Trời ơi, hồi tối hôm qua về mà nhà mình cháy hết mấy bóng đèn luôn. Chào cô Tư, chào cô Út, chào chú Phúc. Ủa, hôm nay cô Tư chưa đi làm hả? Có ở nhà, nên mới biết là mọi người tổ chức tiệc tùng mà không ai nói với tôi tiếng nào hết. À, chú, con phụ cho. Trời ơi, chị nói vậy mà chị nghe được hả? Tại hôm qua chị bận công việc đâu có về nhà, chứ ai thèm giấu giếm chị gì đâu. Ôi, mệt không nói chuyện với cô nữa. À, chú Phúc nè, hôm qua Thắm có lên dọn phòng cho tôi không? Dạ không, có gì vậy? Không có gì đâu. Chắc là tôi bỏ quên đồ đạc đó thôi. Không có gì. Ủa, mà có gì quan trọng không chị? Không có gì. Chỉ là đồ đạc thường thôi. Tôi không quan tâm đâu. À, chắc là bức thư tình xước mướt kiều diễm lệ chứ gì. Cô nói cái gì vậy? Thì em chỉ đoán vậy thôi. Tại chị nói cái món đồ gì đó chị không quan tâm. Mà bữa trước chị nói chị đâu quan tâm cái bức thư đó đâu. Mệt quá à. Ở không quá à. Ngồi đón già đón non. Bây giờ có đi không hay tôi đi một mình nè? Đi chứ, ngu gì cũng đi. Em đi thay đồ trước. Tôi đi trước, đánh ra đi. Tại em đi ké xe của chị cho nên em nhịn chị lần này thôi đó nha. Tôi biết tình hình hiện nay rất là khó khăn và dự án này cũng rất là khả thi. Ai đến vay tiền cũng nói như vậy cả. Nhưng cô chưa chứng minh cho chúng tôi cụ thể. Nhưng cái cô nói đó là khả thi, nhưng tôi lại không thấy như vậy. Những người nghề khác thì tôi không biết, chứ đã là người Việt Nam thì ai lại không biết nước mắm chứ. Lâu nay An Hải nổi tiếng trên thị trường nhờ sản phẩm nước mắm cao đạm truyền thống. Nhưng bây giờ cô lại nói ngược 180 độ là sẽ nhập dây chuyền về để sản xuất nước mắm thấp đạm. Chưa chắc cô đã thành công, đầu ra cô cũng chưa được đảm bảo nữa. Tôi là người duyệt dự án này. Tôi ký cho cô thì dễ rồi, nhưng chẳng may cô không thành công, cô rủ tôi chìm xuồng chung với cô luôn à. Hơn nữa, tôi còn nắm được thông tin là thị phần trong nước của An Hải hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Đây mới là vấn đề chính. Anh à, nói về khó khăn á, thì doanh nghiệp nào cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tất cả những khó khăn đó, chúng tôi đều có hướng giải quyết ổn thỏa hết rồi mà. Nói thật, không phải là cô không biết tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn. Hàng loạt doanh nghiệp giải thể. Chúng tôi là ngân hàng, chúng tôi dựa trên số liệu để cho vay, chứ chúng tôi đâu dám mạo hiểm. Mỗi ngày á, có biết bao nhiêu doanh nghiệp đến đây để nói với tôi những điều như cô vừa nói. Nhưng nếu tôi thông cảm cho các vị, rồi chẳng may không thành công, ai thông cảm lại cho tôi đấy. Nói tóm lại,
Tôi sẽ xem xét lại vấn đề này khi bên cô trình bày cho tôi những số liệu khả quan hơn. Còn bây giờ có nói gì thì nói, cũng phải đành chịu thôi. Mấy anh đâu đó? Hử? Đi làm đi. Nhưng mà mẹ không muốn nghe con nói bất cứ lý do gì nữa. Má nè, em là định đi chơi nữa phải không? Hôm qua nội hỏi thăm em đó, nội có vẻ không được vui lắm. Nội hỏi là dạo này em chăm chỉ làm việc hay là chỉ biết đi chơi thôi. Nội còn nói là khi nào anh gặp em á, nói với em là phải chăm chỉ học tập công việc, không có làm cho cô Tư buồn lòng nữa, biết chưa? Nội không có giận mấy anh đâu. À, tại vì mẹ nghĩ rằng ông nội ở trong bệnh viện đó bực bội vì không khí ngột ngạt cho nên nội mới như vậy thôi. À, vài bữa nội xuất viện rồi, không sao đâu con, nội không có giận con đâu. À, hay là con vô thăm nội đi, mẹ đi làm rồi chiều mẹ vô sau. Má anh à, em cho anh quá giang nha, sẵn cho anh quá giang ra chạy xe buýt luôn, mất công anh phải đi bộ ra nữa. Ủa, anh vô bệnh viện luôn hả? À, hôm nay anh có việc, chiều anh mới ghé. Mà nè, nội la em thiệt hả? Cũng không hẳn, không sao đâu. Anh chỉ là thấy nội không vui từ lúc mà Hoàng Anh vô thôi. Hay là... Hay là gì anh? À, không có gì đâu, anh nghĩ nội trong bệnh viện biết xong cái nội mất đức thôi à. Không sao đâu, em đừng có lo ha. Nghe thấy nội hỏi thăm em cũng hơi run. À, nhưng mà nè, giờ anh đi đâu, em chở anh đi cho. Thôi được rồi, em cứ vô bệnh viện đi, rồi để anh dọc đường là được rồi. Sao lúc nào anh cũng bí hiểm hết vậy? Anh đang giấu em gì đúng không? Em cứ tưởng anh với em cùng chung phe với nhau. À, thì bây giờ á, anh đi mua đồ của đàn ông. Sao, em có đi với anh không? Thôi thôi, anh đi đi. Khi nào anh xong á thì anh alo cho em đến đó anh về. Tưởng em còn chịu đi chung với anh chứ. Chúng ta cùng phe mà. Ca này, không có chào em nữa nha. Thôi kìa, nhìn mặt em quê đỏ mắt cười ghê luôn á. Ca này chọc kẹo quá. Nè. Đi thôi. Chị có cần gì nữa không chị? Không, em ra ngoài đi. Liên hệ với các ngân hàng còn lại cho chị. Coi bên nào lãi suất thấp thì gửi hồ sơ qua. Chị sẽ trực tiếp làm việc với họ. Có gửi bên anh Huy không chị? Bên đó thì không. Có thấp cũng không vay. Mạng tiếng lắm. Đúng rồi đó chị. Em nói thiệt đó nha, làm cực cỡ nào em cũng không ngán. Còn ha, làm việc mà có người cứ đâm thọt sau lưng hoài, ngán lắm chị ơi. Em không có được nói lung tung. Đi về làm việc của em đi. Dạ. À chị à, bên Thái họ gửi thư mời rồi đó. Chị có đi không? Để em biết mà trả lời họ. Khoan hãy trả lời. Để chị suy nghĩ nè. Dạ. Nước trong nước ngoài hoài hả? Trời ơi, em mới đi về mà chị. Thì bởi vậy nó mới khen bà hạnh phúc, bà sướng. Thì đúng rồi. Ganh tị á. Dạ, con thưa bác, con thưa hai cô. Con mới tới hả, ngồi đây con.
Trời ơi, giới thiệu với các chị, đây là Hoàng Anh, con dâu tôi đấy. Chị nói không sai, đúng là con dâu của chị rất là đẹp. Dạ, con xin lỗi, con chưa kết hôn mà. Con bé này, con ngại ngùng cái gì không biết nữa. Thì con dâu tương lai, thì gọi tắt là con dâu cũng được chứ sao, đúng không con chị? Con đang làm nghề gì? Dạ, con đang làm việc ở trong công ty. Con phải nói đầy đủ là con đang làm phó giám đốc công ty nước mắm An Hải, tương lai là sẽ lên tổng giám đốc đó các chị. Công ty An Hải hả? Tôi có nghe đó là cái công ty này là cha truyền con nói mà. Mà cũng không có gì đặc sắc lắm đâu, chỉ là bán nước mắm thôi mà. Chị cũng biết công ty An Hải nữa hả? Chứng tỏ là nó rất nổi tiếng đó. Chưa kể gia đình rất là đông con cháu, mà lại có cả cháu đích tôn nữa nha. Nhưng mà giao hết cho Hoàng Anh rồi đó, chứng tỏ là có năng lực thực sự, đúng không các chị? À mà các chị ơi, con trai tôi á mới ngồi á ghế giám đốc chi nhánh ngân hàng đó. Sau này á mà cưới nhau á, chúng tôi là thông gia thì đúng là muôn năng hậu đối. Chị à, sao hôm qua chị không đi chơi với bọn em? Ôi hôm qua sinh nhật chị Thủy á, vui quá trời luôn. Chị uống nước đi chị. Bác ơi, bác gọi con ra có chuyện gì gấp hả? Không có việc gì, chỉ con ngồi đây nói chuyện với bác chút đi con. Con xin phép về trước được không ạ? Thì không có việc gì thì con ở đây chơi bác một chút đi con. Con dâu tôi đó, hôm nay nó đi công tác ở châu Âu nè. Nếu mà nó có ở nhà đó, tôi cũng kêu nó qua nói chuyện với con dâu chị cho vui. Mà nói thiệt nha, tụi nhỏ nói chuyện với mấy bà già như tụi mình đó, tụi nó không có thích đâu. Ngồi chơi chút đi con. Bọn trẻ bây giờ không biết sao, phải ngồi tám cả ngày á, nói chuyện vô bổ thì được, mà ngồi với mình chút xíu á, là diện đủ lý do, bận rộn mà. Bọn trẻ bây giờ nó không biết tiếc thời gian, mai mốt nó già như mình nó mới thấy quý. Ơn trời, con dâu của tôi nó tâm lý lắm mà nghe. À, nó đi công tác suốt à, nhưng mà khi nào nó rảnh rỗi nó có thể nói chuyện với tôi suốt cả ngày á, khéo lắm. Để hôm nào mà nó qua nó về đó, tôi dắt nó qua hội chuyện hai chị nha. Rồi con dâu tôi cũng vậy. Hoàng Anh á, nó làm phó giám đốc công ty mà, nhưng mà rảnh á là ra nói chuyện với tôi, hai mẹ con thân lắm, đúng không con? Alo. Trời ơi, tiểu thư ơi, cô bận, cô phải nói tôi biết một tiếng chứ. Cô biết tôi đợi cô bao lâu rồi chưa? Chị ăn thịt đi bánh. Thôi chết, tôi quên mất. Chị ăn thịt đi. Cái gì? Tôi đã nói với anh rồi mà. Tại sao là để chuyện xảy ra như vậy hả? Tôi biết rồi. Có mỗi chuyện vậy mà cũng không xong nữa. Được rồi, được rồi, tôi về công ty ngay. Con xin lỗi bác, công ty con có chuyện gấp, bây giờ con phải đi liền. Con xin phép bác con về. Con chờ hai cô. Ôi trời ơi, con dâu gì á mà mới ngồi có chút xíu à, kiếm chuyện hả, biến mất tiêu à. Công nhận chị có phước ghê ha. Có phước hơn tụi mình á. Anh mua được gì không vậy? Sao không thấy anh cầm gì hết trơn á? Không lựa được cái gì hết á. Hả? Không lựa được cái gì? Anh đi gần 2 tiếng đồng hồ mà anh không mua được gì hết. Anh khó tính dữ vậy đúng hả? Ừ, thì khó tính, nhưng mà dễ nuôi nè. Cái đó em công nhận, cái gì ăn cũng được hết á. Dạ. Cái gì là cái gì? Anh nói là đồ ăn nào anh cũng ăn được. Dùng từ ngữ gì thấy ghê quá. Ừ. Khó tính quá à. Từ ngữ mà cũng mắc bẻ nữa. Nhưng mà cái này ngon ha. Bình thường á, khoai lang làm gì hấp dẫn được đâu. Bỏ bột phô mai vô thêm ngon hết. Ừ, cái bột phô mai vô là lạ, ăn ngon. Ờ, nhưng mà cái bột phô mai này nè, không phải bột phô mai thật đâu, toàn hóa chất không à.
Anh sao vậy? Ủa nó trời đất ơi, nghẹn hả? Em nghe vậy mà em cũng mua nữa hả? Thì có sao đâu, cái cà phê mà anh đang uống đó thì cũng làm từ bột hóa chất chứ không phải hạt cà phê gì đâu. Sao vậy, tôi cách đột thôi mà. Anh sợ em luôn á, em nghe vậy mà em không sợ hả? Trời ơi, sợ gì, ai cũng uống hết mà, miễn sao vui là được rồi đúng không? Khắc khe quá làm chi, nhăn nhăn nhó nhó mà. Anh thấy em không giống cô Từ chút nào hết trơn á. Cái đó thì ai cũng nói vậy hết trơn á. Em thì thích tự do, em không thích phụ thuộc với bất cứ điều gì, mà em cũng chẳng sợ điều gì nữa. Mà nè, ba của em đâu? Sao anh không nghe em nhắc gì về ba hết trơn vậy? Ba của em hả? Em nghe mẹ nói á, là ba cùng với bác đã mất trong một lần ra biển do thời tiết xấu. Em cũng chỉ biết đến đó thôi, do mẹ cũng không có kể thêm gì hết. Mà lúc đó em cũng mới có vài tháng à, cũng không có khái niệm gì về vấn đề này. Nhưng cô Tư lo cho em như vậy, còn có mỗi mình em mà. Thì em cũng hiểu, nhưng mà tính em vậy rồi khó thay đổi lắm. Ở bên em, anh giống ai? Chứ bác hai là giống với nội lắm nha, ở cái khoảng là kỹ tính và trầm tính nữa. Còn anh thì... Thì sao? Kỹ tính thì có, nhưng mà trầm tính thì chắc không có đâu. Từ hồi anh về nhà á, em mới thấy là mình đỡ lạc loài hơn á. Chứ không lẽ em khác loài với Quang Anh hả? Thì chị chỉ có công việc thôi. Từ nhỏ nội đó rất kỳ vọng với chị rồi. Tại chị vừa ngoan, tài giỏi là rất là nghe lời của nội. Còn em thì... Mọi người trong gia đình nhìn em giống như là một đứa vô dụng vậy á. Em đừng có tự ti như vậy chứ. Ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Mà em nói làm sao á, chứ anh thấy cái loài đó hả, cũng khó chịu lắm đó. Em mét nha, nói xấu chị nha. Ê mà giờ mình đi đâu chơi không? Ê. Trời ơi. Ê, anh xin lỗi nha. Xuống. Dạ, lâu. Ê, cái này đẹp ha. Cái này đó hả? Cái này em nghe mẹ nói á, là ngọc trai đen, ba em tìm được trong một lần đi Phú Quốc. Chứ mong muốn là sẽ mang lại được hạnh phúc cho em, mạnh khỏe nữa. Nhờ vậy á, mẹ không bệnh tật như bây giờ. Vậy hả? Giờ em chở anh vô bệnh viện á, rồi em lên công ty nha. À mà khoan với anh cái này nè. Nãy á, em vô bệnh viện thăm nội, nội đâu có la em đâu. Thì anh nói mà em không tin. Anh nghĩ ra phải mua cái gì rồi. Em vô bệnh viện trước đi, không kể cô Tư la, anh xong việc rồi anh quắt xe buýt vô sao cũng được. Vậy em đi nha. Vô đây. Được ở phòng mới rồi, sướng nha. Lần đầu tiên tôi ở mình luôn á, cảm giác cũng lạ lạ. Từ từ rồi quen, có gì cứ qua kiếm tôi. Cảm ơn chị á, bữa giờ cho tôi ở ké. Khỏi cần cảm ơn tôi, khi nào có tiền á, đã tôi ăn chào ngon là được rồi. Trời ơi, chuyện nhỏ, tôi mà có tiền ha là tôi dắt chị đi ăn món nào ngon thì ngon luôn. À quên, tí tôi á gửi đồ ăn lên nè, để tôi coi có gì không, chia cho chị một ít. Ê, trời ơi, để chung hết vậy luôn hả? À, mỗi lần gửi đồ là gom hết bỏ vô đây vậy đó. Lần trước cũng vậy, lần này y chang vậy. Bởi vậy hả, kêu tôi á, một hai phải đi ra đó lấy cho bằng được. Đâu cho người ta đem tới đâu. Làm hồi chiều quá tôi mém xíu nó đi lạc luôn. Cũng may nghe lời chị á, tôi đi xe ôm. Nè, coi nè. À, nước mắm ngon lắm á, hai chai. Chia cho chị một chai. Cảm ơn nha. Không có gì,
tôm khô nè, 2 bịch, cho chị 1 bịch. Cảm ơn. Còn cá khô nữa. Ủa, cá khô đâu sao không thấy ta? Có khi nào thay bằng tôm khô rồi không? Tôi cũng không biết nữa. Gì đây? Gì vậy? Hả? Gì vậy trời?